Bồ Tát tu học pháp ấy mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, cứu vớt nỗi khổ não lo buồn sanh lão bệnh tử của các hữu tình, làm cho đắc niết bàn rốt ráo an lạc, cho nên phải hộ trì chẳng tiếc thân mạng. Lại nghĩ thế này, ta cũng sẽ có mặt trong số Phật vị lai, vì Phật đã thọ ký đại bồ đề cho ta. Do nhân duyên này, chánh pháp của chư Phật, tức là pháp của ta, ta phải hộ trì chẳng tiếc thân mạng. Vào đời vị lai khi ta thành Phật cũng sẽ thuyết các pháp không này. Này thiện hiện, đại bồ tát ấy thấy nghĩa lợi này nên hộ trì chánh pháp Như Lai đã thuyết chẳng tiếc thân mạng. Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là đại bồ tát bất thối truyền. Lại nữa thiện hiện, nếu là đại bồ tát ở địa vị bất thối truyền, nghe chánh pháp mà chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đã thuyết, không nghi không hoặc, nghe rồi thọ trì, không bao giờ quên cho đến khi đạt quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì bồ tát ấy đã khéo chứng đắc Đà La Ni. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đại bồ tát ấy đã đắc Đà La Ni nào mà nghe khế kinh của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đã thuyết đều chẳng quên mất, không nghi không hoặc. Phật dạy: Này thiện hiện, đại bồ tát ấy đã đắc Đà La Ni tự tạng, Đà La Ni hải ấn, Đà La Ni liên hoa chúng tạng, vân vân, nên khi nghe khế kinh mà chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đã thuyết đều chẳng quên mất, không nghi không hoặc. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đại bồ tát ấy chỉ nghe chánh pháp mà chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đã thuyết, không nghi không hoặc, nghe rồi thọ trì chẳng thể quên mất cho đến khi đạt quả vị giác ngộ cao tột. Hay còn vì nghe chánh pháp mà thanh văn độc giác bồ tát thiên long dược xoa a tố lạc yết lộ trà khẩn nại lạc mặc hô lạc già nhân phi nhân vân vân đã nói, cũng có thể đối với pháp ấy chẳng nghi chẳng hoặc, nghe rồi thọ trì không bao giờ quên mất cho đến khi chứng đắc quả vị đại giác ngộ chăng? Phật dạy: Này thiện hiện, đại bồ tát ấy nghe hết nghĩa lý văn tự âm thanh của tất cả các loài hữu tình đều có thể hiểu rõ, không nghi không hoặc, cho đến cùng tận đời vị lai không có quên mất. Vì sao? Vì đã đắc Đà La Ni tự tạng, vân vân, ghi giữ lời nói khiến chẳng quên mất. Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là đại bồ tát bất thối truyền. Hết quyển thứ 327.